Yeah, hostage, very common in theaters. Both of them. Oh, God. But it could be, I mean, it could be a red ring light, but they tend to hang around water. Oh, we got water. Because we have a pond or a marsh or something. We got a pond and we got two water troughs out. Yeah. We got two hummingbird feeders. We got three feeders out. Good. We spent about $350 a month on feeders. That's, I thought I spent a lot. I'm not gonna complain anymore. What's it around, 14? Okay. Now, we've got another one over here that's free. There's a bit, there's too much stuff in there.
ruộng dữ á. Con nai thiệt á, con nai thiệt á, nó chết rồi, người ta ướp xét á. Trong khi là cái gì không dám vô tối thui. Doing the survey here in Miller County about 15 years. I
Khu đó là khu mua vé đi ra ngoài, khu này là khu mua vé đi ra ngoài rồi còn đó, nhưng mà mình không có dám đi, là mình sợ, là mình sống ở trong rừng mình biết rồi, mình đi ra ngoài rừng nguy hiểm lắm, muốn đi ra ngoài rừng chơi phải có kỹ năng, chứ em có kỹ năng nhà mình thì không, nguy hiểm. Mấy người Mỹ ở đây người ta có kỹ năng để người ta đi được nữa. Đúng loại thú rừng hết á. Ánh sáng sáng quá. Turtle skull. Turtle. Snapping turtle. Alligator snapping turtle. Okay.
Okay. Right there. Right there. Mm. Oh, yeah. Oh, total. Yeah. This one. First alert, Chief Meteorologist Ron Hurst. A new station alert has arrived for your area. Oh, cái con rùa đó là con rùa mà nó cắn ở đứt tai đó, cục tai đó nè. Con rùa ở khu đất của mình là nó hiền. Ở đây có những con rùa mà nó rất dữ, sát thủ. Turtle. Giống cá tai tượng. Turtle. Ừ. Oh, Linasi. Yeah. Linasi. It's just big old boy. There's one up there. Yeah. Đây là con rùa mà nó cắn tay là đứt tay đó. Con rùa mà nó cắn là đứt tay nè. Cái cục tay á, chứ không phải là ấy. Turtle. Ướp xếp nè, này được ướp xếp nè, ôi lông thiệt nè, này được ướp xếp á, này thiệt á.